Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Diplexia và KT Roster. Một ván thi đấu đầu tiên với một kịch bản mà chúng ta không thể nào ngờ tới được cả. Và phải nói rằng nó rất là điên rồ khi mà DK họ thật ra không dẫn về tiền nhưng họ dẫn về thế trận. Khi họ kiểm soát cho mình được đó là hai sứ giả, bốn rồng, linh hồn rồng công nghệ rất là sớm đến từ phía DK và những lợi thế có trước so với đối phương. Nhưng chỉ với một sai lầm ở hàng Baron mà thôi, KT khiến cho tất cả mọi nỗ lực của DK thành công cốc. Và tôi có cùng nhận định với huấn luyện viên Ren trong tình huống vừa rồi, đó là DK họ làm từ đầu tới cuối cho tới pha Baron đó đều tất cả đều tốt cả, và họ chỉ lỗi đúng một pha đó thôi và họ thua luôn. Có nghĩa là KT với thế trận của họ đánh vẫn chưa hoàn hảo đâu, họ đánh với một đội hình phải gọi là quá tham như tình huống nãy mà Ren cũng đã nói, tất cả những người chơi đều là những mũi carry hết. Và đánh một đội hình đó khi nhìn thấy DK họ tận dụng một đội hình giao tranh tổng mạnh ép liên tục thì KT hầu như bị ngập. Nhưng cũng phải nói rằng với KT thì họ vẫn tin rằng đối phương sẽ mắc sai lầm. Đó là cái thật ra ở cái điều, nếu như đối phương mắc sai lầm thì bạn sẽ tận dụng được. Đó là cái đội hình thật ra khi bạn có nhiều carry như thế, cả hai bên không chênh lệch quá nhiều về tiền. Nhưng với DK thì ở phía ngược lại, thật ra nếu như bạn không mắc sai lầm thì ở cái đội hình với cái cách mà DK vận hành, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ cơ hội dành cho anh phía KT cả. Tại vì cái đội hình đó đội hình rất là dễ để vận hành cho anh phía của DK rồi. Đội hình bạn có Nico, có Zavan, có Rumble, có Aphelios, cả đó là real rồi. Sát thương thì không thiếu, thậm chí là có rất nhiều công cụ để cho họ linh hồn nghèo đã có rồi. Nhưng bây giờ thì còn một ván nữa mà thôi, nếu như bên phía của DK thua họ sẽ phải bị loại. Cơ hội cuối cùng dành cho Diplexia, hoặc đây sẽ là cơ hội dành cho KT Roster để bước thẳng vào vòng trong. Cấm và chọn ở ván thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Bên phía của DK họ quyết định sẽ trở sang đội 1 với những cái lượt cấm là Kai'Sa và con Mao Kai. Lợi thế ở đội 1 cho phép họ giữ lại con Saya, nhưng phía bên kia thì cấm luôn rồi. Cấm đi Saya và Kalista là chính là phía của KT Roster. Họ không muốn cho đối phương có những sự lựa chọn đầu tiên nó quá mạnh mẽ như thế này. Nhưng ở trong ván đấu trước thì họ bên phía đội 1 họ cấm đi Reta Clash, một vị tướng mà Kaelin sử dụng nó rất là hiệu quả ở khu vực dưới. Thì để xem ở bên phía đội 2 có chọn đến từ bên phía của KT là chọn cấm Reta Clash hay không. Nhưng với DK thì Rumble là vị tướng bắt buộc phải bị loại bỏ, tại vì với lượt first pick bạn không chọn Rumble được. Với đội hình như thế này, DK họ không đánh Rumble, họ quyết định là họ sẽ cấm luôn chứ nhả ra. Điều phía của KT rất có thể họ sẽ chọn ngay lập tức là Lee Sin bị cấm đi, vẫn còn đó những vị tướng rừng mạnh. Nhưng mà để xem thử là first pick họ sẽ chọn những vị tướng nào, một lượt pick vô cùng quan trọng. Và Canyon, vị tướng tạo nên thương hiệu của anh ta, đó chính là con Zavan, đã được khóa lại. Nó vẫn sẽ rất là khỏe đó, khả năng tấn công dừng vào đầu ván đấu. Bạn có được cái lợi thế với khả năng kiểm soát mục tiêu. Và ván đấu trước thì bạn thấy rằng chỉ cần một tình huống xuống khu vực đường dưới kéo được lượng máu của đối phương thì tạo lợi thế cho mình, đó là con rồng đầu tiên của ván đấu. Từ đó họ triển khai thế ăn rồng nó rất là dễ dàng ở khu vực đường dưới. Thì Zavan là chất tướng bạn có được sức mạnh sớm. Nhưng với KT sẽ chọn sự chọn như thế nào đây? Lần này thì họ không ưu tiên AZ nữa rồi. Họ đang muốn những sự lựa chọn, thật ra nó loại bớt những sự lựa chọn của đối phương. Nico dành cho bên phía của Billy ở khu vực đường giữa, và vẫn là Jerry dành cho Emmy. Vấn đề là con Nico nó vẫn có khả năng đi đường khỏe hơn AZ rất nhiều. Và bây giờ bên phía của KT họ biết nếu như mà bên phía bên kia đánh AZ thì BDD vẫn sẽ nắm được tiên cơ trong giai đoạn đầu tiên. Và Showmaker, mặc dù anh ta đã có thời gian train AZ cực kỳ nhiều, nhưng về cái độ hiệu quả vẫn chưa thể so sánh được với BDD phía bên kia. Tôi nghĩ ván này là ván mà đã có được Zavan thì bạn ưu tiên những lượng sức mạnh được cộng dồn như là Syndra hoặc Orianna hoặc là Talia, những vị tướng bạn có khả năng gây sát thương tốt ở khu vực đường giữa hơn những tướng nó cần trang bị dành cho anh phía của Showmaker. Nó sẽ cần có lượng sát thương cộng dồn, cho nên là hiện tại họ có cho mình đó là Zavan, đang để cho mình đó là Alista, một sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng đang cũng được xem là khả năng mở kết hợp rất là tốt, và phần đó nó khắc chế được bên phía của Nico. Alista bạn sẽ đẩy Nico ra khỏi những pháo ra. Vậy thì bên phía của DK họ phải cấm Sylas, còn không đội hình này một con Sylas cầm đại địa chấn hoặc là cầm bất khuất thì nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà Sylas không vừa trên à? À, bên phía của DK. Nhưng mà DK cắm Sylas thì KT sẽ chọn Sylas như thế nào? Tại vì đã có được Nico ở khu vực đường giữa rồi. Nó sẽ, tức nghĩa là nếu như tình huống như thế này thì nếu chọn Sylas khu vực đường trên thì nó cũng không phải là sự lựa chọn, mặc dù có thể xuất hiện trên phía của Kinn đó. Nhưng mà chọn hỗ trợ trước dành cho anh phía của Lehen cái đã có trong mình đó Nautilus vẫn là một sự lựa chọn khả năng mở khắc chế được Nautilus dành cho anh phía của Aphelios. Đó sẽ là một sự đánh đổi rất nhiều, nhưng bên phía của KT Roster họ cũng nghĩ và họ cũng dành một sự tôn trọng dành cho Showmaker khi mà cấm đi quân bài đó là Azir. Ngược lại thì bên phía của DK họ sẽ cấm gì đây? Khi mà rừng vẫn còn đó và top vẫn còn đó, bên phía của KT họ vẫn đang giấu. Bây giờ họ cấm rừng, thường nghĩ ra không muốn cấm rừng có khả năng mở là từ phía của Curse, tại vì đã có khả năng mở rất là tốt với từ Lush kết hợp với cả Nico rồi. Ván đấu trước là ván đấu hình đến từ bên phía của KT họ thiếu khả năng mở. Nhưng lần này thì những khả năng mở của họ được bổ sung khi có Nico ở khu vực đường giữa. Thì cấm Vi là sự lựa chọn nghĩa là cũng rất là hợp lý, thì liệu có cấm đi cả đó là con Sejuani hay không?
Sejuani hoặc cũng có thể là một con Rail, khi mà Rail đi rừng vẫn kết hợp với Nico cực kỳ tốt trong những pha giao tranh. Đội hình phía của Diplosia vẫn đang suy nghĩ rất nhiều khi họ là người phải bích sâu, cho nên họ không có được những cái sự lựa chọn gọi là tốt hơn trong cái phe bích này. Sự lựa chọn cắm tiếp theo của DK sẽ là cái gì đây? Như vậy là họ cắm đi Sejuani, họ muốn hạn chế khả năng mở tầm xa của đối phương. Khi mà khả năng mở của Sejuani nó kết hợp với Nico, nhớ nói là bạn có khả năng trên đối phương khoảng thời gian rất là dài, và Aphelios rất là khó để chờ những tình huống như thế này. Cho nên bây giờ bên phía của KT Roster sẽ còn rừng, thì như Thiên nói thì còn Rail, nhưng mà có khả năng chọn những con tướng có khả năng mở tốt hơn đến từ bên phía của Curse hay chăng, nhưng ta vẫn để lại cho mình là Viego. Viego, một vị tướng có khả năng đánh tay đôi mạnh với Javan bên phía bên kia và kết hợp với cái lượng sát thương nhiều của Nico cũng hợp lý. Cặp đôi là cặp đôi kết liễu đối phương ở khu vực giữa cấp độ 6 cực kỳ khỏe. Tuy nhiên, thực ra nó không đẹp bằng nếu như bạn gắn vào đó là con Rail hay là con Wukong. Nhưng mà thật ra ván đấu trước thì với con Viego của anh ta cũng làm được một vài điều, như khi mà bạn nhặt sát được của đối phương thì khả năng tấn công của bạn nó cũng tạo được những sự đột biến rất là lớn. Nhưng ván đấu trước là ván đấu mà thật ra với Curse anh ta tàng hình rất là dài, cho đến khi con rồng ngàn tuổi xuất hiện là pha mà Curse bắt đầu xuất hiện, anh ta online và anh ta có tình huống giúp cho phía của DK thất bại. Còn bây giờ thì sự lựa chọn cuối cùng đến từ KT thì họ chưa chắc kín khung vừa trên, họ đợi xem Kana chọn cái gì ở khung vừa trên cái đã. Cassante, thực ra con Cassante nó sẽ hiệu quả hơn là Rioton, tại vì kèo Rioton bạn đánh phải trên kèo so với đối phương và có nhiều lợi thế, còn về sau thì nó sẽ rất là khó. Ý đồ của DK tôi nghĩ rằng họ đang muốn đánh dồn sát thương nhiều hơn, khi đối phương sẽ là những chiếc tướng có khả năng tiếp cận và khả năng lao vào. Thì họ đang muốn đánh một đội hình có khả năng dồn sát thương với Alistar có khả năng combo người của đối phương, Zaban tương tự như vậy, và thêm cả Ari và thêm cả có Rioton nữa. Bạn có lượng sát thương dồn đơn mục tiêu giúp cho bạn giết đi đối phương càng nhanh càng tốt, khi đối phương không có chống chịu. Nhưng ở phía ngược lại thì sự lựa chọn cuối cùng đến từ KT là chọn cho Na của vườn trên cho Kin, một sự lựa chọn cho Na khả năng được rất là tốt. Đội hình KT giao tranh rất đẹp nha, và khi mà ngưỡng hai trang bị tới thì con Jerry nó cũng góp sát thương cực kỳ nhiều. Nhưng đội hình này thì tôi nghĩ là vòng rừng của Ghost bắt buộc phải có những sự hỗ trợ cho Kin, tại vì DK họ cũng sẽ phải đánh cái điều kiện thắng khu vực đường trên là bắt buộc cho Kana phải thắng, còn không bạn pham hòa thời điểm có được cái giày thép gai thì coi như kèo này hòa, và càng về sau càng nhỉnh hơn dành cho Na. Nhưng nó vẫn là câu chuyện hai trang bị đến từ phía KT, trong khi đó thì ở phía ngược lại thì những chiêu cua đến từ DK có được một sức mạnh nó sớm hơn so với lại phía KT. Ở những thời điểm đúng như anh Thiên nói thì với thật ra đi đường thì với một con Na mặc cho mình nó giày thép gai bạn không ngại con Rioton nữa, nhưng mà bước vào những pha tranh thì sức mạnh đến từ con Rioton cho mình nói chuyện hấp huyết so với một con Na có thể hợp kiếm nó dễ dàng triển khai hơn, bạn có khả năng tiếp cận đội hình của đối phương làm choáng hồi phục, có được rất nhiều sát thương đến từ con Rioton mặc cho mình cả xấu so với một con Na khổng lồ, thì cái lượng sức mạnh nó từ chiêu cuối của đội hình DK nó vận hành tốt hơn so với lại phía KT ở giai đoạn ban đầu. Và đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho cả hai đội tuyển KT vào thẳng vòng trong, hay Diplosia sẽ có thể san bằng được tỷ số là 1-1, và cả hai đội tuyển đều đang nỗ lực rất cao. Những động thái đến từ cả hai đội tuyển đều cho thấy được là tinh thần chiến đấu một mất một còn, đội nào sẽ tiếp tục vào vòng trong và đội nào sẽ phải ở nhà để xem nửa còn lại của kỳ chung kết thế giới này. Ván đấu vừa rồi là ván đấu mà DK họ đã làm rất là tốt khi mà họ kiểm soát được khu vực đường dưới, họ có được liên tiếp cho mình ở những mặt rồng. Ván này thì để chờ xem liệu nó có tương tự như vậy hay không. Huy hiệu của kỳ chung kết thế giới, biểu tượng của sự vinh quang trong lĩnh vực liên minh huyền thoại, và cả hai đội tuyển đều xuất phát trước logo đó với những nỗ lực để có thể tiến vào vòng trong. Và ván thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa KT Roster và Diplosia đã chính thức bắt đầu. KT chỉ còn cách tứ kết tại chỉ là một ván thi đấu nữa mà thôi, và phải nói rằng với KT thì họ vẫn đang rất là hài lòng với cách triển khai đội hình của mình. Thật ra lần này nó có sự hài hòa hơn. Ván đấu trước là ván đấu với Rai và Azir thì đây là hai chất tướng nó cần rất là nhiều trang bị. Trong khi đó tình huống này thì với Nico khu vực đường giữa thì bạn có được cái ngưỡng sức mạnh nó sớm hơn, và thêm kể là có Na khu vực đường chơi thì nó cũng không tới mức cần 3-4 trang bị như con Rai. Thì bước vào những pha tranh nó vẫn có được hiệu ứng khống chế đến từ phía con Na, nhưng vẫn là câu chuyện cần trang bị đến từ con Na, thêm kể đó là Jerry của Amin nữa. Để xem thử là kiểu đấu này Showmaker sẽ xử lý như thế nào. Nico vẫn là một vị tướng mà con Ari bích đi đường được, nhưng bạn không thể nào nhỉnh hơn so với phía kia. Và Showmaker quyết định là cầm cái bình thuốc biến dị để có những tình huống trao đổi tầm gần với cái sóc điện. Và bây giờ KT họ đang kiểm soát cái bụi. Ngược lại thì Dev cùng với Kaelin cũng đang di chuyển ra, lộ tầm nhìn rồi. Hai người chơi đi rừng sẽ được giấu vòng rừng, không có bất kỳ con mắt nào có thể kiểm soát cả. Không dám đi qua để cắm mắt vào rừng của đối phương nó hơi khó một xíu, như tình huống di chuyển ban đầu. Họ giữ mắt để phần đó đảm bảo được sự an toàn khu vực đường của mình nó nhiều hơn.
Khúc vừa trên thì ta sẽ cùng chờ xem cách mà Kidd đi đường như thế nào và khả năng lính của anh ta trước một phía Okana. Về chất tướng thì giai đoạn đầu phán đấu Raten vẫn là chất tướng hoàn toàn không ngạo của Okana. Khả năng hồi phục của Raten có, khả năng tấn công nó vẫn là có. Hai pha trao đổi vừa rồi, BDD trên cơ hoàn toàn. Anh ta không dính lửa hồ ly, anh ta không bị kích sốc điện và Showmaker bị dính hai lần pháo hạt và hai lần triệu hồi Ari liên tục bị thiêu rụi. Chất tướng của Nico vẫn là chất tướng đi đường, nó tốt hơn so với là con Ari. Với khả năng giai đoạn đầu của máy đấu thì mình thấy rằng khả năng tấn công đến từ con Nico. Còn không vui trên thì Kin rất là nhanh chóng dùng cho mình, đó là E đã nhảy về tấn công một người của Kana. Và lượng máy trao đổi thật ra nó không phải là quá khó khăn. Kana thì khả năng của đường trời của ta rất là an toàn mà thôi. Còn cho mình đó là Kin Doran, đối phương tấn công thì bạn mở khả năng hồi phục, thậm chí là dùng Quy liên tục để hồi phục cho mình cái rẽ tấn công vừa trên. Có khu vực đường dưới thì Eming, anh ta đang đẩy vào trụ của đối phương. Cái vòng rừng cả hai người chia được đều hướng lên khu vườn trên, như vậy có khả năng khu vườn trên sẽ nguy hiểm. Chắc chắn là như vậy, khi mà đợt lính này chúng ta đã thấy là Kana đang tích quay để đẩy thẳng vào trụ, sẵn sàng cho một tình huống mà Kenyan tiến lên. Nhưng bên phía của Kin cũng sẵn sàng cho một tình huống đó khi mà kết cũng là một vòng rừng từ dưới lên trên. Và đã có những cái thời điểm mà tôi trao đổi được với các tuyển thủ chuyên nghiệp ở khu vườn trên thì con cá sấu này có hai kiểu tiếp cận khi đi với Na. Đầu tiên là bạn nâng E ở level 1, chấp nhận là đẩy lính cao để ép cho Na phải nâng E. Và sau đó sẽ ép cho Na liên tục phải đứng né lính. Còn ngược lại bạn nâng Q thì bạn vẫn sẽ đẩy lính nhanh hơn. Nhưng mà bạn đẩy lính vào trụ cho con Na nó farm thì cuối cùng nó sẽ thành một kèo hòa. Đây vẫn là cái tình huống mà khu vườn trên Kim đang làm rất là tốt. Lính của anh ta đang không thu thiệt quá nhiều sau đó là ok. Tấn công đây là farm mà. Ý đồ rồi, tiếp tục kéo thẳng một người của Dev, anh ta liên tục bị dây sát thương mất tốc biến rồi. Bị làm chậm từ nãy tới giờ, Lê Hèn có những tình huống kéo rất hiệu quả. Kaylin bắt buộc phải mất tốc biến, một tình huống trao đổi nhẹ. KT không mất gì nhưng DK mất hai cái tốc biến. Và đó là pha mà Lê Hèn rất là tinh quái khi thi đấu của anh ta có cho đối phương có thanh tẩy. Cho nên đây là pha anh ta muốn giữ thi đốt lại cho đối phương bấm bê về nhà. Và đội thi đấu vẫn sẽ còn có. Đây là pha mà Lê Hèn đang khiến cho đối phương phải gặp nguy hiểm ở khu vực cánh dưới này. Nhưng ít nhất là Dev vẫn bấm bê được. Một pha mà KT dụ nha, tại vì ván trước có pha mà Emin cũng bấm bê thời điểm này mà ta đi về nhà cho mình ở lưỡi hái. Còn vừa rồi là pha mà Emin đã có tình huống xử lý đứng vào bụi cùng với lại cả Lê Hèn và hai người khu vực đường dưới đen có tình huống xử lý kỹ năng rất là tốt so với đối phương. Mất hai đợt lính dành cho Dev trong tình huống vừa rồi, hai ván và Dev luôn luôn là mục tiêu bị tấn công ở cấp độ 2 và những tình huống tăng tốc đến từ Emin và cả Lê Hèn là cực kỳ hiệu quả. Bây giờ thì Dev mới di chuyển ra và anh ta một lần nữa thể hiện sự tự tin của mình với cái khởi đầu là lưỡi hái, nhưng mà từ nãy tới giờ đang hơi khác với những cái diễn biến ở ván thi đấu đầu tiên. Sự tinh quái là cực kỳ khủng khiếp đến từ cả Emin và Lê Hèn khi mà họ lặp lại một cái điều khiến cho đối phương phải có những suy nghĩ. Và từ một tình huống nhỏ như thế họ tạo ra lợi thế rất lớn khu vực, tại vì khu vực đường dưới đó Emin ăn cho mình đó là một giáp trụ ở phút thứ 4 của ván đấu. Và thậm chí Lê Hèn di chuyển ra khỏi cái trụ đó khiến cho cái lượng kinh tế nó dồn hết tất cả mọi thứ vào Emin. Farm tốt hơn sợ là Dev có cho mình đó một giáp trụ được lính chuẩn bị đẩy ngược vào trụ của đối phương. Đây sẽ là lợi thế về phép bổ trợ và có khả năng khai thác đến từ kết khu vực đường dưới. Tạm thời thì khu vực đường dưới thì DK Showmaker anh ta cũng đã cân bằng được về những cái thua thiệt thời gian ban đầu khi mà cả hai đều cùng dịch chuyển ngược trở về và đi ra với đồng chỉ số lính, bổ sung được cái lượng trang bị nhất định. Còn khu vực đường trên thì Kana hầu như anh ta đã biến kèo này thành kèo hòa rồi. Kin đã có giày thép gai, khu vực đường giữa ép tốc biến từ Kenyan, anh ta dính xoắn trói nhưng không còn gặp nguy hiểm nữa. Một cái lợi thế được triển khai từ khu vực đường dưới nó lan tỏa ra khu vực đường giữa, tại vì đó là pha mà Kenyan đang muốn gây áp lực dành cho anh phía BAD. Nhưng đợi tốc biến của hỗ trợ lấy rừng đang muốn ganh đường dưới, Lê Hèn đứng cao, kết đang nấp nhưng Kenyan đứng sau để có thể hỗ trợ. Đợt lính đang là khá cao và cái cách di chuyển từ Dev cộng với là Kaylin là khá thông tin, cho nên rõ ràng KT cũng không có cơ sở tấn công tình huống vừa rồi. Lính là khá nhiều, khả năng tấn công là không có. Emin là con Zeri, bạn cần chọn bức lính của đối phương. Nếu như bạn E, thật ra lính sát thương đến từ con lính này cũng tương đối nhiều tình huống vừa rồi. Còn bây giờ thì Lê Hèn không có tốc biến, đối phương có khả năng tấn công nha. Sẵn tầm nhìn rồi, combo hất tung tấn công Lê Hèn. Và anh ta chắc chắn sẽ phải nằm trong tình huống này. Tiếp tục là súng hỏa ngục và súng trọng trường. Chiến công đầu, trời ơi. Kaylin tại sao không bỏ cái tay ra? Anh ta dùng thi đốt. Cái thi đốt của Kaylin chỉ để tình huống vừa rồi khi sát thương từ Dev và thêm cả đó là Emin đến từ mình phía của Dev và thêm cả là Kaylin nó không đủ. Thi đấu của Kaylin là người ăn nhưng ít nhất nó vẫn là một cái tình huống khởi đầu tốt dành cho phía của DK, họ gỡ gạt ở khu vực đường dưới. Khi đối phương có được những cái lợi thế thì ít nhất là phía của DK cũng biết khắc phục tình huống vừa rồi. Họ xuống khu vực đường dưới, họ tận dụng tốt cái sai lầm của Lê Hèn. Và chính Lê Hèn cũng đã nói ai cũng có những sai lầm và bạn sẽ tận dụng những sai lầm đó. Không, nhưng thực ra câu này là đến từ Helisang. Giống như nãy mà Ren nói là ai làm không được thì người ta hay nói câu đó lắm mà anh Sang là ảnh về rồi. Nhưng mà Dev thua nặng lắm nha.
anh ta thua rất nhiều lính, 20 lính và ta thua một lớp giáp trụ. Tại nãy á là Lehen đi ra chủ động để cái lớp giáp trụ đó ăn full Doemin luôn. Và mặc dù là Lehen nằm xuống nhưng cái điều quan trọng chính là lính thực sự không áp lực dành cho phía của Doemin, thì đó là được lính mà đẩy vào. Anh ta ăn dưới trụ thì anh ta vẫn đang hơn lính so với lần của Dep. Và tận dụng cái nhịp khi mà Kay nhớ anh ta phải bấm B về nhà thì bên phía của Katie di chuyển đến khu vực hang rồng. Có cho mình cơ đầu tiên của ván đấu. Lượng tiền thì đang không có quá nhiều chênh lệch, mặc dù chiếc con đầu đã thuộc về trên phía của DK. Vậy là cái màn chiếc con đầu này nó chỉ đem lại một lượng kinh tế dành cho hỗ trợ mà thôi. Tất cả vấn đề còn lại đều không được giải quyết. Đường giữa đang là một kèo, không phải hòa, nó thua một chút xíu. Đường trên, đại tướng Kana một lần nữa biến kèo thắng thành kèo hòa rồi. Còn đường dưới thì Dep đang gặp vấn đề rất nhiều trong những pha tình huống xử lý mà nó hơi mơ ngủ một chút xíu. Thường thì tôi thấy cái kèo ở khu vườn trên như thế này với con Reatin thì nó sẽ nhỉnh hơn một xíu, sau là con nào ở khả năng dọn lính vẫn sẽ farm tốt hơn một xíu. Nhưng có thể nói rằng Kim làm rất là tốt với chất tướng Na ở khu vườn trên. Và cũng rằng có những người chơi Na ở khu vườn trên gọi về tướng tủ của họ thì là đi đường với Reatin, họ hoàn toàn không ngại cách mà họ xử lý lính. Cứ ăn trọn vẹn tốt đợt lính, bạn bị cây máu với đối phương, nhưng với bước chiêu thần tốc ở khu vườn trên khả năng phục nó vẫn là tốt hơn. Thậm chí là họ cũng không mất máu khu vườn dưới, bật cả chiêu cuối lên tấn công thăm người Kaelin và Dep. Cấp độ 6 có, nhưng mà đây là gần trụ và Dep và Kaelin có thể di chuyển về, nhưng đây là hơn nửa máu rồi, sứ giả. Nhưng liệu có phải là tốt hay không khi mà Emin anh ta đang mất cho mình đó là chiêu cuối rồi, nhưng ít nhất đó là cái pha mà họ lấy được đó là nửa lượng máu của đối phương. Emin có khả năng dùng cho mình đó thanh tẩy để tiếp cận bắn tiếp người của Dep, thì là Kaelin. Nhưng đó là phải Emin không muốn mất cho mình đó phép bổ trợ quan trọng. Anh ta giữ cho mình đó thanh tẩy để di chuyển ra khu vực đó là hang sứ giả hay không? Không. Chỉ có Lehen di chuyển mà thôi, còn Emin vẫn xuất khu vực đường dưới. Nhưng trước đó nhìn vào trụ khu vực đường dưới thì cái lượng máu của trụ nó không còn quá nhiều. Và nếu như ở khu vực đường dưới tiếp tục đến từ Emin thì sẽ thêm một cái trụ đối tượng anh ta và rất là giàu về tiền kinh tế nha. Uầy, có thực sự không khi mà đây là Nico? Tôi không nghĩ ở khu vực đường dưới là Emin đâu. Hai gương mặt của Jerry, chừng nào mà camera zoom vào thì chúng ta mới biết ai là thật, ai là giả. Và Dep, anh ta đang đánh Aphelios chứ anh ta không phải là đánh con Senna nè. Nhưng anh ta hy sinh cực kỳ nhiều. Độ 5, cấp độ 6 đã có trên người của Kenyon rồi. Và họ quyết định sẽ tấn công tình huống này. Và chính xác là Emin sẽ được cắt cử xuống khu vực đường dưới. Còn phần đường giữa đó chính là BDD. KT bỏ sứ giả nhưng cái đổi lại của họ chắc chắn là lời hơn rất là nhiều so với đối phương khi mà khu vực đường dưới có thêm một giáp trụ dành cho phía của Emin. Khu vực đường giữa có một giáp trụ dành cho BDD. Bạn ăn sứ giả để có được hai giáp trụ. Thậm chí là Dep không dám bước lên gần trụ khi mà anh ta không biết là hè nẻ nào trên bản đồ. Emin ăn trọn 3 lớp giáp trụ. Một lượng tiền khủng khiếp, trên 30 lính và 3 lớp giáp trụ. Giàu, rất giàu ở khu vực bên dưới này dành cho bên phía của Emin. 30 lính thì bạn cứ tính trung bình một con lính 20 tiền thì sẽ là khoảng 600 tiền. Thì bạn thêm 3 giáp trụ là 525 tiền nữa thì đó sẽ là khoảng chừng hơn 1.000 tiền đến từ Emin. Và đi đường không có điểm. Rồi đang muốn có foul play. Người ta chiếu cứu của con Na này cũng không có vấn đề quá lớn khu vực đường trên. Có chăng thì ở khu vực đường dưới bây giờ cái lượng kinh tế nó phải được thải dành cho Dep. Bạn ăn sứ giả để có hai giáp trụ. Nhưng đường giữa đối phương đã có một giáp trụ và đường giữa đối phương có hai giáp trụ thì chắc chắn là lượng kinh tế khởi điểm khi chú ăn sứ giả là một cái tỷ đã lời hơn rất là nhiều so với đối phương rồi. Nhưng bây giờ thì thả sứ giả có được dành cho Dep hay không khi mà Zavan đến từ phía dành đang bỏ khu vực đường dưới rồi phải hướng lên khu vực cánh trên. Và cái đội hình này là cái đội hình nửa cánh trên mạnh ban đầu và hy sinh cho AD để đánh về sau, nhưng AD đang không xanh. Còn bây giờ đây là cái thế nhà trường 100% là như vậy. Kana bây giờ chỉ đứng nhìn mặt lính mà thôi. Cái thế này mà con Na có thêm cái rìu nhanh nhẹn nữa thì lúc đó cá sấu của Kana đẩy thêm lính 2/3 100% là đi. Đã tới thời điểm mà đi đường thì chắc chắn là Kin không ngại sau lần phía Kana nữa rồi. Cứ liên tục đàn áp đối phương, nhưng cái điều quan trọng chính là Kin ta vẫn đang farm rất là tốt với lính của mình. Ở phút thứ 1 phải đó có như mình 100 lính, trong khi đó khu vực đường dưới thì vẫn chưa có áp lực đến từ bên phía của Dep để thể tấn công vào trụ của đối phương. Khó chưa? Trong khi đó thì Emin cứ liên tục đẩy vào trụ. Trong thứ hai của ván đấu sắp sự xuất hiện đó là 50 giây nữa. Nhưng mà thế đẩy đến từ phía của KT bây giờ đẩy được cả 3 đường rồi. Đường giữa chắc chắn là con Nico không thể nào sợ con Ari được cả. Trong khi đó khu vườn trên là cái thế mà nhìn vào đợt lính thì chắc chắn là Kim kiểm soát được dễ dàng hơn so với Kana. Đường dưới thì trang bị sẽ có sớm đến từ phía Emin mà thôi. Đang cầm cho mình đó là dây cuồng nổ, đi về nhà, bỏ tờ ánh sáng, cái mảnh vỡ. Trong khi đó phía bên kia chỉ là 3 mảnh hướng cho mình nó móc vị thi quái mà thôi. Có những cái kèo chất tướng mà nó sẽ mạnh yếu ở từng thời điểm khác nhau. Và đây là cái thời điểm mà cá sấu không còn khỏe hơn Na nữa rồi. Và những người chơi mà hồi nãy anh Hảo nhắc tới, họ master con Na để có thể đi ôn kèo, thì có thể nhắc tới đó là Kin và Zeus. Hai người chơi này xử lý kèo Na cá sấu cực kỳ đỉnh.
và hôm nay là một ví dụ. Nhưng có cái đổi ngược lại là bước vào những pha tranh giai đoạn đầu của ván đấu thì với một trang bị thì Raten có được cái hiệu ứng dễ dàng để có thể vận hành hơn. Bạn có được khả năng tiếp cận với cắt và sắt, bạn có được lượng sát thương dồn với con Raten kích cho mình ở thần cá sấu và lượng sát thương trên diện rộng của bạn nó vẫn có. Thì bước vào những pha tranh thì khả năng vận hành của một con Raten là có. Nhưng cái khó của DK chính là họ không đưa con Raten này vào những pha tranh được. Khi mà đi khi mà KT rất là chậm rãi nha. Họ không muốn bước vào những pha tranh từ rất là sớm như thế này. Đối phương di chuyển ra hai rộng với cả ba người, họ đợi Emi chuyển ra khu vực đường dưới. Họ đợi đường giữa của mình để xong, họ đợi đường dưới của mình để trước. Thì họ mới chuyển ra khu vực hai rộng. Và khu vực đường giữa tấn công thẳng vào người của Showmaker. Và vừa rồi chúng ta vừa nói đây là kỷ niệm ván đấu thứ 100 của Showmaker và Canyon. Nhưng cuối cùng thì đó là một cái kỷ niệm không đẹp lắm khi ta bị hạ gục ngay lập tức với Tốc Biến và Phi Hồ. Kết quả thì chưa biết nhưng hiện tại khởi đầu đang là không phải quá tốt trên phía của DK rồi khi đường giữa của họ mất 15 giây nữa. Showmaker mới hồi sinh nhưng KT đang lợi thế về người. Dịch chuyển, họ muốn đánh và combo thẳng vào người của Lehen. Chiêu cuối được ngọt lên bởi Emin, anh ta đang bắn liên tục và Kaelin vẫn còn sống. Với cái bất khuất của mình, người đầu tiên nằm xuống đó chính là Lehen. Kim tới rồi, đẹp con xuống đẹp, tuy nhiên ta thua đồ. Rồng dành cho bên phía của DK và lao vào dòng đài địa chấn. Na trong tay của Kim gặp nguy hiểm mà ta bắt buộc phải tốc biến được cái tên lùi đi. Đội hình của DK là đội hình mạnh sớm hơn và họ đã cụ thể hóa điều đó. Họ cụ thể hóa bằng một pha mà xuất hiện trước đến từ Kana và như nói sức mạnh đến từ con Raten nó dễ dàng vận hành hơn. Có mặt ở ngay khu vực hàng rồng tấn công cùng đồng đội của mình, đó là một pha tấn công thành công đến từ phía của DK. Có cho mình được đó là một điểm hàng gục, có cho mình được đó con rồng được ván đấu. Và pha tấn công ít nhất là DK họ cân bằng về rồng so với đối phương. Cân bằng về rồng so với đối phương. Tuy nhiên con sứ giả khi nước vừa rồi một lần nữa không đem lại bất kỳ nguồn kinh tế nào cho đép cả. Và chúng ta nhìn xem nào, đội hình của DK bắt buộc phải hy sinh đép ở thời gian đầu. Và đội hình nửa cánh trên nó mạnh hơn. Cho nên vừa rồi họ đánh có công cụ mới giao tranh nè. Có những cái sát thương từ mục tiêu khỏe này, họ có một con chống chịu khỏe ở thời điểm ban đầu với cái chiêu cuối bất khuất đến từ Alistar. Một cái pha tấn công rất bất ngờ đến từ Lehen cộng với cả BD nhưng nó cũng khiến cho họ mất đi những công cụ quan trọng. Họ mất đi khả năng tiếp cận đến từ bên phía của Lehen, chiêu cuối của anh ta không còn, mất luôn cả chiêu cuối của BD. Chỉ còn những cái pháo hạt thêm cái ra xoắn trói mà thôi. Sát thương đến từ KT nó không có được lượng sát thương dồn khi mà Curse cộng các Emin cần rất là nhiều thời gian tấn công người của đối phương. Emin một chiêu cuối nhưng mà không bao nhiêu, các bạn hãy nhìn. Và sức mạnh đến từ con Na ở vậy là thế này. Nó khác biệt hoàn toàn ở cấp độ 10 với con Raten, mặc dù thể thua đỉnh so với đối phương nhưng mà bật cho mình nó thần ca 6. Khác biệt hoàn toàn. Lần này thì KT họ chủ quan, tại vì nếu như Na xuất hiện sớm hơn thì cái lượng nổ nó có đã có thể đẹp và xuất hiện đánh giao tranh đẹp rồi. Nhưng pha rồi anh ta tới khá là trễ, đội hình đã bị rụng rời lắm rồi. Thật ra họ nghĩ rằng mình có lợi thế về người. Và khi đối phương xuất hiện với con Raten như thế thì cả hai bên cũng chỉ là cân bằng về người thôi. Nhưng cái điều quan trọng chính là KT họ mất đi hai công cụ rất là quan trọng. Chiêu cuối của BD không còn, chiêu cuối của Lehen cũng đã không còn. Thì khi mà không còn khả năng mở, không còn lượng sát thương dồn thì rất là khó dành cho bên phía OKT tấn công nhắm vào bên phía của DK. Còn ở phía ngược lại thì DK lại có những công cụ rất là quan trọng như là chiêu cuối của Kaelin, chiêu cuối của Kaelin để chống chịu. Nhưng sẽ có vấn đề lớn khi mà cái giao tranh tiếp theo Kana không có tốc biến. Ngược lại phía bên kia Aiming còn tốc biến và Dep thì không có điều đó. Con sứ giả 10 giây nữa sẽ ra và bây giờ cả hai đội đều đang về hồi phục và sẵn sàng cho một tình huống đó là giao tranh sứ giả. Dep đã có ngưỡng trang bị đầu tiên rồi. Kết thúc giai đoạn đường thì cả hai bên đều cùng có cho mình đó là một rồng. Rồng lửa dành cho KT, rồng hóa kỹ dành cho phía của DK. Dính ra một điểm hạ gục nhưng về lượng kinh tế thì KT vẫn đang dính hơn dành cho bên phía của DK, đó là khoảng chừng 300 tiền. Nhưng mà Kana anh ta đang chơi một cái canh bạc rất lớn. Anh ta lên một cái chùy phản kích. Cái chùy phản kích có thể giúp cho bạn áp lực solo kill nhiều nhưng vào giao tranh quẩy không có hồi phục. Cái hồi phục duy nhất nó chỉ nằm ở cái vụ điều cá sấu mà thôi. Thêm cả đó là chinh phục nữa, bạn có khả năng hồi phục từ chinh phục thì nó cũng không phải là quá lớn. Và đúng như anh Thiên nói thì bước vào những pha tranh thì ý đồ của anh ta tôi nghĩ là khả năng dứt điểm đối phương là nhiều hơn. Bạn có khả năng tiếp cận, bạn có khả năng kích cho mình ở chuyện kích làm chậm đối phương, lượng sát thương dồn đối tượng phía của DK là cái điều mà bên phía DK đang hướng tới. Thì để cùng chờ xem cái cách mà vận hành con Raten chuyện phản kích như thế nào. Còn với KT thì ván đấu hiện tại cả hai bên đang cân bằng về lượng tiền được xem là như vậy, chắc chỉ là không phải là quá nhiều đâu, gần 1.000 tiền mà thôi. Nhưng lượng trang bị thì cả hai bên có được những cái sự phân chia khá đồng đều khi mà thật ra với Emin lượng kinh tế của anh ta là ổn hơn so với Dead. Và đội hình bên phía của KT về sau sẽ có được cái lượng DPS bổ sung vào đến từ cả một con Na trong tay của King nữa. Và anh ta cũng có một cái lượng kinh tế đang khá là ổn định dành cho cả hai đội tuyển. Nhưng mà tôi nghĩ là BDD anh ta không nên hóa thành con Jerry để đi đường nữa, tại vì bạn đâu kích được QQ đâu. Ở tầm này thì với DK thì nghĩ rằng thật ra ý đồ của họ cũng cần là bước những pha tranh ở khu vực hang rồng hoặc sứ giả mà thôi.
sứ giả thì đã không còn nữa, bước qua hai đồng hoặc là ba rồi. Tại vì với DK thì khả năng mở tầm xa của họ có nha. Ari có khả năng tiếp cận, thêm cả đó là con Zavan mà có cho mình nó combo kỳ kích và thêm cái chiêu cuối. Thì cái lượng sát thương dồn đủ mục tiêu của họ tầm xa nó vẫn khả năng kích hoạt với một con Aphelios kích cho mình nó chiêu cuối. Trong khi đó phía ngược lại thì khả năng mở tầm gần từ KT là cực kỳ mạnh. Khi có Na khổng lồ có cho mình luôn cả đó con Nico. Thì vấn đề là cả hai bên thiết lập tầm nhìn như thế nào xung quanh con rồng tiếp theo của bài đấu. Bản đồ linh hồn rồng đất và với hai đội hình này thực ra không có chống chịu thuần. Họ không có một con tướng nào là 100% chống chiều cả. Nó chỉ đơn thuần là những đấu sĩ lính chống chiều mà thôi. Và cái linh hồn rồng đất này nó sẽ khá là quan trọng để bổ sung dành cho hai đội hình. Một con Alistar thì nó cũng chỉ là một con hỗ trợ và chống chiều bằng chiêu cuối mà thôi. Với tầm này trang bị thì chắc chắn là Kim hoàn toàn không ngại Kana nữa rồi. Khả năng đẩy của anh ta với khả năng học của trường tốc. Tấn công một người của đối phương thì họ phục rất là dễ dàng từ Kim mà thôi. Và đẩy đường thì chắc chắn là tấn công rất là dễ dàng. Một cái đài thanh thoát, anh ta muốn lên cái mặt nạ vực thẳm để hỗ trợ sát thương cho Showmaker. Ta lên giáp liệt sĩ. Giáp liệt sĩ. Ta đang muốn kiểu dạng như là làm chậm đối phương mà thật ra ta đang muốn tăng khả năng tiếp cận của mình. Tại vì đối phương có rất là nhiều hướng khống chế. Anh ta cầm cho mình đó là dây thép gai để đi đường. Thì anh ta cần khả năng tiếp cận. Khi mà đối phương có rất là nhiều hướng khống chế như là xoắn trói, như là khả năng làm chậm đến từ một cái quy boomerang của nào và thêm cả đó là Nautilus nữa. Cho nên anh ta sẽ ưu tiên và tốc độ di chuyển với giáp liệt sĩ và thêm cái chuyện phản kích. Vừa rồi thì chúng ta cũng cân nhắc về mặt nạ vực thẳm, nhưng khi bổ sung thêm một cái giáp thì đó sẽ là một cái giáp liệt sĩ dành cho Kana. Nhưng mà bây giờ nè, con rồng sẽ là một vấn đề khi mà cả hai đội tuyển đều đã hồi tất cả những cái lượng tài nguyên đã có rồi. Và KT cùng với DK rồi, nhưng cuối cùng thì DK là người chủ động và tấn công thẳng người Lehen. Không kịp làm gì cả, mất tốc biến nhưng cũng phải nằm xuống. Aiming đứng đây để xả sát thương nhưng thiếu người rồi thì bỏ rồng chắc. Kana có mặt và bây giờ họ bắt buộc phải phòng ngự chứ không còn là bỏ rồng nữa. Họ phòng ngự khu vườn đường giữa và khi khu vườn trên thì Kim lại di chuyển của anh ta vẫn có nha, nhưng tấn công trục vườn đường giữa này thì không có quá nhiều về người đến từ DK. Họ di chuyển ra khu vực hang rồng, đây là lợi thế về người cho DK ở khu vực hang rồng khi đối phương không còn hỗ trợ. Những trụ một khu vườn trên đã có dành cho anh phiếu KT, nhưng mà có hai trụ thôi là một trụ của đó không trụ của đối phương. Tôi đang nghe mùi. Ôi. Mùi của ván ba DK rồng không ăn và trừng phạt vào con vua. DK không ăn rồng tại vì họ sợ rằng nếu như họ ăn rồng đối phương lấy là trụ một khu vườn đường giữa. Và trong thời gian đó thì Kim để khu vườn trên sẽ là trụ một khu vườn trên. Thì đó là khoảng tầm nhìn rất là nhiều dành cho phía của KT, cho nên DK họ di chuyển về khu vực đường của mình. Vậy tính ra là họ lỗ rồi. Đúng. Họ mất trụ một đường trên chỉ để đổi lại một mạng, con sứ giả hút cũng đâu có lấy được cái gì đâu. Và thậm chí bây giờ họ tiến ra ăn con rồng này. Khi mà ăn con rồng này thì may ra là cân bằng được. Chỉ chuyển từ Kim. Nhưng mà bên phía của KT không cho phép được đó. Combo thẳng vào người của Ken nhanh anh ta thoát đi. Và thoát luôn cả thủy lô tầm nhiệt. Anh ta bị zone thẳng ra ngoài rồi. Không còn bất kỳ cái gì nữa, lỗ nặng dành cho DK rồi. Một mạng đỡ một trụ, chắc chắn là KT sẽ đỡ tình huống vừa rồi. Họ mất hỗ trợ trước khu vực hang rồng, nhưng họ không mất trụ một khu vườn đường giữa. Và họ có trụ một khu vườn đường trên. Mặc dù mất dịch chuyển đến từ bên phía của Kim, nhưng đó là một pha mà thật ra đến từ bên phía của KT. Không ai tăng lời. Tại vì họ lấy thêm cả một con rồng nữa. Và cái mạch rồng này họ ăn ba rồng đất thì cái đội hình này tí nữa một con Na cực kỳ khỏe. Viego cũng sẽ rất là khỏe nha. Lượng giáp và các công thể của những chơi phía của KT chống chịu rất là tốt với đội hình của họ, với thêm cả Nautilus nữa. Và ở chỗ khu vườn trên thì có một trụ cho Kana. Lượng kinh tế cộng thêm dành cho phía của DK, họ vẫn đang không thu quá nhiều lượng kinh tế. Cái chất tướng đội hình DK, một con tướng duy nhất kéo được về sau đó chính là Afe thôi. Còn lại đội hình của họ không phải là một đội hình kéo lay. Đó, tôi vẫn tin rằng Ari sát thương nó sẽ có, nhưng vấn đề là bạn kết hợp sát thương của mình như thế nào, những pha tích cực của đối phương mà thôi. Đây là Ari băng trưởng, một con Ari có thiên hướng mắc lay nhiều hơn. Và lượng sát thương nó vẫn có nhưng nó không đáng kể. Nó sẽ cần cái việc là bạn dùng cho mình đó chiêu cuối, tiếp cận người của đối phương, dùng sát thương để bạn kích cho mình được đó khả năng của đối phương mà hồi cho mình đó chiêu cuối lại. Thì bạn sẽ có được thêm được sát thương đến từ con Ari. Thì cái câu chuyện bây giờ là DK sẽ dùng sát thương vào ai? Với đối phương Kin cũng như đó là hai mảnh trang bị với cái búa gỗ và thêm cái đó là cuốc chì. Trong khi đó thì Kurt cho mình đồng không ngừng động nha. Lên hồn đầu từ rất là sớm từ Kurt, một trang bị mà thật ra bạn lên sớm để bắt đầu có những pha outplay, những thao tranh. Đội hình bên phía của KT họ đã bắt đầu đánh cẩn thận hơn rồi, liên tục có những pha check bụi trước khi di chuyển vào. Họ không đánh quá lộ mãn, vừa rồi thì quét đã thấy được một con Alistar đứng trong bụi. KT di chuyển ba người ra đây, và ngược lại thì DK họ cũng sẵn sàng. Aiming còn đủ phép hỗ trợ, anh ta di chuyển vô cùng tự tin và luôn luôn dựa sát tường để sẵn sàng cho những cú đó chính là nhanh như điện thoát qua. Và Lehen đang gồng tốc biến ma thuật, cuối cùng thì vẫn chưa qua bên phía bên kia. Kim tới, đánh nổ cua. Đẹp. Họ đang tranh chấp cua, đánh lớn thế nhờ, cua hoàng đế là bốn người. Và cua dành cho phía của Kenyon, họ quyết định quay ngược trở lại nhưng mà Kim không có góc để lao vào.
ở ngưỡng nội rất là đẹp đến từ Kin đang có một cái vóc. Ôi, đây không phải là Kin, đây là BD. Ồ, bị phát hiện rồi. Kin đứng phía bên kia, BD đứng ở phía ngược lại. Họ đang thả khoảng trống cho phía bên kia lấy được cái trụ đường dưới. Và KT họ hoàn toàn không thể nào tấn công vào trụ một khu vực giữa. Và DK họ lời trong tình huống macro này. Một pha tấn công mà DK họ tấn công ra khu vực hang cua, tấn công ra khu vực cua và họ có cho mình nữa con cua đến từ cây nhìn. Và phần ở đó thì với 4 người phòng ngự khu vực đường giữa và họ kiểm soát được trụ một khu vực đường giữa, trong khi đó khu vực đường dưới thì Kana vẫn đang đẩy. Và ta thật có thể mình là trụ một khu vực đường dưới, một cái lượng kinh tế được cộng thêm tốt từ Kana giúp cho lượng trang bị của ta được cộng thêm chống chịu tốt hơn. Và ở ngưỡng hai trang bị sắp có đến từ các thành viên của DK. Đây là ngủ tôi nghĩ rằng họ bước vào chiến pha tranh là họ không ngại so với đối phương nha. Sát thương đã có đến từ bên phía của Dev rồi, cho mình nó không phòng linh thêm cả đó là Kana với giáp thị sĩ nữa. BDD. Đây là Halloween và BDD đang dẫn đầu đoàn quân. Nhưng mà tôi nghĩ không bị ấy đâu, tại vì bốn con lính làm sao mà có thể bị phát hiện trong một trận đấu đỉnh cao như thế này. Và thậm chí là nó di chuyển ra mà không có ai cả, nếu Farm đã có người đứng cùng đến từ BDD thì có thể di chuyển có khả năng tạm bất ngờ. Nhưng Farm rồi là hắn đứng rất là lâu thì nó cũng có được những sự tính toán đó. Tiếp. Để coi lừa được ai không. Trick or treat. Và người nào sẽ là người phải đón nhận cái bất ngờ này đây? Đẹp. Cứ nghe đẹp đáng được nha. Đẹp. Anh ta đang cầm đó là trọng trường và một cái huyết tinh. Không có bất kỳ cái áp lực nào cả. Những cái pha như thế này á anh Thiên, nó sẽ có một cái điều rằng bây giờ cứ được lính di chuyển ra là DK sẽ phải lo. Tại vì cứ làm liên tục như thế đó tạo cái áp tâm lý dành cho phía DK là việc mà đợt lính di chuyển ra bạn cứ phải canh cánh là bạn đếm có phải là 3 lính hay không, có phải là 4 lính hay không. Thì nó cũng sẽ khiến cho những cái xe số có thể xuất hiện từ DK. Sẽ cứ lặp đi lại liên tục như thế. Nó tương tự như cái pha đầu tiên của phải đâu đến từ KT vậy, ở khu vực đường dưới. Mang trước họ bấm B về nhà. Mang này họ bấm B về nhà, nó khiến cho phía của DK mất một nhịp ở khu vực đường dưới, nó giúp cho em mình bây giờ xanh hơn sau lần của Dev. Thì những cái pha như vậy nó đang tạo bên phía của BD có thể là không thành công trong khả năng tấn công, nhưng nó tạo cái tâm lý dành cho phía KT rằng bây giờ là họ sẽ khiến cho đối phương phải lo ngại, kiểu là phải suốt ngày đoán già đoán non. Và trên người của Aiming họ, anh ta đang chênh lệch hơn so đối phương khoảng 1.000 mốc tiền với cái song kiếm vàng trên người, và thậm chí là một cái kiếm Noran nữa. Còn ngược lại thì tôi đang muốn thấy đó, những pha cosplay kiểu là mắt của kỳ cục nhiều hơn. Cosplay lính thì là thường quá. Cosplay mắt thì tầm này con mắt di chuyển nó sẽ là hơi căng khi mà đội hình cái kia thì thậm chí là không có chống chịu. Nếu như bước vào những pha tranh thì bạn thấy rằng di chuyển chung đội hình thì đa phần là Lehen hoặc là Kurt, tại vì Kurt có chiêu cuối, Kurt có đồng hồ. Nhưng mà việc lên đồng hồ sớm đó khiến cho anh ta bị chậm ở cái ngưỡng trang bị, chỉ là một cái viên hồng ngọc thêm cả đó một cái giáp lụa mà thôi, cho nên lượng trang bị của anh ta khá là hạn chế nha. Anh ta bị combo hất tung và xả sát thương ngược trở lại vào người Kenyon. BD lao lên, anh ta nổ hòa được hai người và ngay lập tức Kenyon không còn tồn tại trên bản đồ nữa. Dịch chuyển đến từ Showmaker quá muộn màng. Kenyon không dám tốc biến pha vừa rồi, người ta không đứng sát tường, ta sẽ tốc biến đập mặt vào tường, tại vì ta mất combo trước đó rồi, mất combo tấn công mọi người của đối phương. Không dám tốc biến vì nếu như người ta tốc biến đập vào tường nó sẽ còn là thảm họa kinh khủng hơn. Đây sẽ là một pha giao tranh hơn người, giống kịch bản hồi nãy, cũng cùng bên luôn. Nhưng đối phương không có rừng, cùng góc. Tình huống trước là ở khu vực Hamadon là không có hỗ trợ, nhưng lần này là không rừng đến từ phía của DK. Để xem nào, bên phía của DK họ sẽ làm gì đây. Không có rừng. Kana bật thần cơ sấu lên, đang gây áp lực. Ba đơn của 2.000 máu, Lê Hèn Long ngược trở lại và ngăn cản. Lao vào đó chính là Kin, anh ta chưa hết được ai cả, ta bị đẩy ngược trở về. Aimin lao vào thẳng đồ đối phương, anh ta không ngại ai cả. Kaelin là con bò đầu tiên bị làm thịt. Và sau đó ta lao lên, nhưng là Aiming mất tâm tại trước đó đây. Rồi Kana quay ngược trở lại tấn công thẳng vào người của Kane và double kill dành cho Dev. Aiming tự hủy, lao lên đến được Kenyon, hất tung được một người và Dev tiếp tục có mà hơi gục. Showmaker lao lên tấn công thẳng sát đi và đó sẽ là quét sạch và không có một mùa bán rõ nào dành cho bên phía của KT. Quét đất kill cho Dev chăng? Wow, pha mà KT đã tự hủy, đặc biệt chính là Aiming khi anh ta lướt thẳng mặt của đối phương không còn thanh tẩy, nhưng lướt trước bằng con Rattan và thêm cả đó là Aphelios được bắn từ lúc vừa rồi. Đây là Aya chứ Aiming cái gì? Cái thời điểm tôi thấy nhanh như điện như đó là đi rồi đó. Nhưng phải nói rằng không chỉ là Aiming, còn có cả BD nữa, tại vì chúng ta được khởi đầu tình huống này. Cá nhân ta mất cho mình nó cơ bầu của đối phương bị dụ khi mà kết thúc mình tại đồng hồ. Đây là pha mà không nhớ tóc biến từ bên phía của cá nhân, tại vì sợ tóc biến mặc vào tường. Không đứng sát ở tình huống vừa rồi và mất cái gì công cụ ở tình huống DK khi mà mất tuyến từ Kaelin. Nhưng đây là pha mở ra đánh nó khá là hiệu quả từ DK nha, khi mà đứng ở phía ngoài tấn công được đứng từ đẹp chứ không có người gần nhất mà thôi. Nhưng em bên đây lướt vào mặt bên phía của Kaelin, mất tóc biến để bắn một con hỗ trợ, rồi sau đó bạn lướt thẳng vào khi không làm còn thanh tẩy.
anh ta không có thanh tẩy ở tình huống này. Nhưng nếu như bên phía KT đi về, họ sẽ về được ở tình huống này. Nhưng mà hãy nhìn, tóc biến đi lên phía trên để chỉ để em rồi con Rhett mà thôi. Và khi đó đã không còn con Virgo nữa. Nếu như còn Virgo, còn khả năng nhạt xác, còn khả năng quậy đến từ kết, nhưng anh ta đã không còn trên bản đồ nữa rồi. Và KT có phải đánh nó rất là rưỡng tình huống vừa rồi. Và với Bullet Barrel đến từ KT, thất bại hoàn toàn từ họ, quét sạch trên phía của DK và triple kill cho Dep. Dep quay ngược trở lại với bốn màn hạ gục. Đồng ý là bạn ở trên sông mà khát nước đó, uống nước gì nhưng được uống nước sâm. Tầm này là sâm lài. Lần này là KT. Tôi nói đúng anh Hảo, vẫn là cái góc hang Baron đó. Vẫn là hơn người và vẫn là thất bại. Cái gì vậy? Hai đội đang có một cái màn lật bánh tráng và chính thức biểu đồ vàng nó giống y chang ván trước. DK chính thức dẫn vàng. Nhưng lần này thì với bên phía KT thì thật ra không có áp lực linh hồn rồng, khi cả hai bên chia đều về lượng rồng. Pha đó là pha mà DK phải nói rằng họ quá thành công đi. Họ có được cho mình đó là 5 điểm hạ gục. Họ cho mình được đó là con rồng trong hai ván đấu của họ. Tấn công thẳng khu vực đường dưới, bật cả thần cả sáu lên để tấn công vào Kim. Không có áp lực gì cả. Bốn thành viên bên phía của DK đang tới. Rất có chiều cuối. Quyết định là tấn công. Có tốc biến và sẵn sàng kích truy phản kích, làm chậm ngược được Kim rồi. Kim chắc chắn là đi 100%. Quan trọng là mạng nhường cho ai mà thôi. Kenyan tới, làm chậm được Kim rồi. Và ta đang cố gắng chạy, cố gắng lia lính, nhưng bị W, bị hất tung. Nhường cho Dep. Có thể sẽ là Dep. Một mạng hạ gục vô cùng nhẹ nhàng, unstoppable dành cho Dep. Một lượng tiền được cộng thêm là khá tốt cho Dep, giúp cho lượng trang bị của Aphelios này bắn một cách tốt hơn những pha trận tiếp theo của ván đấu. Phải nói rằng Ophai chấp nhận mất đợt lính đến từ bên phía của DK, nhưng cũng đỡ là một lượng tiền kinh tế cho Dep. 504 với con Aphelios rồi. Một cái ngưỡng trang bị và bây giờ thì Dep tôi nghĩ là anh ta không còn thua nữa rồi. Anh ta thua khoảng 700 vàng là thôi. Và cái ngưỡng 700 vàng ở phút thứ 29 của ván thi đấu nó không còn đáng kể nữa. Chính xác là như vậy. Bên phía bên kia thì cầm cho mình được đó là thêm một cái kiếm Doran, thêm cái áo choàng tím. Nhưng với cái khả năng chống chịu của Kana và thêm cái là Canyon thì bây giờ đã có được những khả năng bắn. Nhưng mà Kana hướng cho mình đó là một thạch tinh full chống chịu. Thử trang bị thứ hai có thể là rìu đen hoặc là cái móng vuốt Sterak. Nhưng trang bị thứ hai của anh ta là cái giáp liệt sĩ, là máu và giáp mà thôi. Và trang bị thứ ba của anh ta là cái thú tượng, đồng nghĩa vì là ta sẽ bước vào giữa đội hình của đối phương, bật cho mình thú tượng lên và câu được rất nhiều thời gian giúp cho Dep bắn. Thay vì là bạn chơi combo móng vuốt Sterak và chuyển huyết thì bây giờ bạn chơi chuyển phản kích và một cái thú tượng thạch giáp. Nhưng mà cái áp lực về lượng sát thương của Kana, anh ta bắt buộc phải có người vào cùng. Còn anh ta vào, anh ta làm choáng và anh ta quẩy thì cái lượng sát thương nó cũng không đủ để burst. Tôi nghĩ là anh ta sẽ thiên hướng là một cái dàn chống chịu đứng dàn đầu cho đội hình của mình để dứt điểm đối phương càng sớm càng tốt. Và như anh nói thì với Showmaker, với con Ari của anh ta thì nếu như dứt điểm được người đối phương, bạn được hồi cho mình đó những lần phi hồ thì bạn được cộng thêm sát thương. Thì cứ còn chống chịu ở từ Kana sẽ còn sát thương ở từ Showmaker và Dep thì vẫn luôn là một sát thương uy tín đến từ phía DK. Nội tại thần thoại của cái truyền phản kích kết hợp với cả một cái giáp thiền sĩ khiến cho Kana di chuyển vô cùng cơ động. Một con K6 bơi rất nhanh. Rất áp lực dành cho các thành viên bên phía của KT thời điểm hiện tại. Và nó cũng đồng bộ với là bạn có cho mình lực rộng đất nữa. Bạn có được thêm càng nhiều giáp khai phép cho bạn được có được thêm cái phần trăm giáp khai phép cộng thêm. Thì tính về cái tổng cái lượng giáp khai phép thì thật ra Kana đang chống chịu phải nói là cực kỳ tốt nha. Bên phía bên kia thì cũng chưa có quá nhiều xuyên kháng phép hay là xuyên giáp. Đồng ý là cái lượng sát thương từ Kin là có thêm phần trăm máu. Nhưng với em Bin thì nếu như bắn vào Kana cũng sẽ đọc hai dạng thương rất là dài. Cả hai đội đang cố tranh chấp cái lượng tầm nhìn. Và Lehen, anh ta có thể là mục tiêu bị nhắm tới. Và Kenyan đóng thẳng đại địa chấn và không thể quy được thoát được. Mất tốc biến. Và bây giờ thì sao đây? Đội hình bên phía của DK tới. BDD thất tung một người nhưng đó là Dep. BDD rồi. BDD. Anh ta đi. Làm cái gì vậy? Bên phía của KT hết aiming rồi tới BDD. Nhưng ít nhất rằng anh ta sẽ có dịch chuyển khi mà đối phương đứng nhảy múa xung quanh khu vực hang Baron hoặc là khu vực hang rồng. Tốc biến có, dịch chuyển có, đồng hồ vẫn còn. Nhưng chiêu cuối thì không. Đây sẽ là một cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn dành cho phía của DK để ép ra khu vực hang Baron. Nhưng vẫn là câu chuyện hơn người ở hang Baron. Lần này là DK. Lần này là DK. BDD chứ pha đó là BDD về thì đã có hai cái viễn cảnh rồi. Hơn người ở hang Baron là bạn sẽ thất bại. Kết. Anh ta đang phải check. Nhưng mà có ai không? Ui, có nguyên con cá sấu quay ra cào cấu bạn. Mất chiêu cuối nhưng không thoát được, Ken nhìn tới. Và lần này thì kết có sống được không? Anh ta mất tốc biến rồi có thể thoát. Aiming tới. Và Aiming cố gắng hỗ trợ chứ Aiming tầm này lao lên. Kết không thể tiếp cận rồi luôn. Kết không còn tốc biến, không còn chiêu cuối. Kana con cá sấu này rất khỏe. Bạn đánh mấy ngày nó chưa nằm đâu.
Và lần này thì cái kịch bản nó hoàn hảo hơn dành cho phía của Team Blaskia. Rất là tốt, Takana khi nó giữ cho mình đó lần thứ E thứ 2 đã tiếp cận về phía bên kia bờ tường. Tấn công vào Curse khiến cho mình mất miệng nó cuối thêm ra tóc biến. Và pha vừa rồi là pha mà DK thành công trong việc là kiểm soát hang Baron và họ không quá tập trung trong pha tranh. Anh Hảo có biết được trong phim kinh dị mấy cái đoạn nào sợ nhất không? Mấy cái đoạn jump scare mà bạn mất tầm nhìn mà tối thui á. Từ nãy tới giờ camera lúc nào mà quay vô cái bụi mà ảnh che lại một bên sai là chắc chắn là có biến, và tình huống vừa rồi là một tình huống tương tự như vậy. Nhưng tiền không chênh lệch nhiều nha, có được sức mạnh đến từ Baron nhưng mà tiền không chênh lệch nhiều. Và bây giờ con rồng đang được tranh chấp và sẽ là tranh chấp trừng phạt. Rồng dành cho phía của DK rất bình tĩnh, rất tự tin và lùi về là những gì mà DK họ làm. Và sẽ là cực kỳ khỏe đến từ Kana rồi. Bây giờ Raton của anh ta thật sự là vàng trắng mà rất là uy tín. Cũng thêm cái thạch giáp, giáp liệt sĩ và giày thép gai giúp cho lực chống chịu của anh ta bây giờ có thể đứng dạng đầu so với đối phương. Và bật cho mình đôi chiêu cuối lên, khả năng hồi phục có, khả năng chống chịu có. Thì tôi nghĩ rằng lượng sát thương này đến từ KT đang sẽ rất là lâu để bắn vào ngựa Kana. Wooly Dawn thì có thể một cái danh hiệu được phong cho Kana trong ván thi đấu này. Anh ta chỉ mới nằm một mạng mà thôi và cái lượng trang bị của anh ta đều là thương chống chịu. Một con cá sấu cực kỳ khủng khiếp, 295 giáp, 143 kháng phép, lượng chống chịu đang cực kỳ nhiều và phải nói rằng hơn 3.000 máu đến từ Kana. Sát thương thì có thể không cần phải là quá nhiều, nhưng chỉ cần tình huống mà anh ta làm choáng vào người của đối phương để sát thương được dồn đến từ DK, tại vì sát thương của họ bây giờ không thiếu nữa rồi. Showmaker của tên mình đã mở thường ra Warden. Tấn công 3 trang bị. Thẳng vào người của BDD, tốc biến lên dầm đầy đi chân ép tốc biến ngược trở lại. Kết không còn tốc biến nha. Anh ta bắt buộc phải lùi về với các thành viên của đồng đội của mình. Một phá đổi rất là quan trọng đến từ phía của DK. Cái nhìn mất cho mình đó là cái tốc biến, nhưng với Zyvan bạn có khả năng tiếp cận. Trong khi đó phía bên kia một con Nico không khả năng tiếp cận, muốn phản công à, muốn đánh, họ muốn kéo, kéo trúng. Nhưng rồi đây là một con bò có cả chiêu cuối và lao vào gỡ hòa được 3 người. Tuy nhiên đẹp thoát đi được, quay ngược trở lại, đó chính là Showmaker tấn công một Kim. Kim đẩy được 3 người vào tường nhưng anh ta không đủ sát thương. Kim nằm xuống rồi, Emin lao vào, anh ta bắn được 2 người và đó là đẹp trở về dạng giáp thiên thần. Kana tiếp cận nhưng Emin thoát đi và bây giờ vẫn là thế cân người, nhưng mà KT thua máu lên combo ngược trở lại và anh ta giao chiến cho ác mai hờ gục. Dành cho Kenyon tiếp tục combo và người bị tấn công đó là BDD. Kenyon bấm đồng hồ, Kana áp lực nhưng mà Aemin vẫn là một con Jerry vô cùng khỏe, kết cướp được chiêu cuối nha. Và anh ta vẫn đang tìm góc, anh ta vẫn đang chờ và anh ta lao vào với chiêu cuối của mình nhưng tấn công thẳng vào một con cá sấu. Đây là kim can bất hoại chứ không còn là thái cực quyền như ván thi đấu đầu tiên. Một con cá sấu quẩy trong giao tranh và ta không ngại bất kỳ ai cả. Chỉ là 2-2 mà thôi, vào pha mở quá đẹp đến từ BDD khi anh ta tìm được chiêu lực của đối phương. Cho pha tấn công mà rất là bất ngờ từ KT khi họ đứng chung lại với nhau, họ muốn tấn công. Bên phía kia thì Kana đang xuất hiện ở khu vực cánh trên. Vào pha mở rất hay đến từ BAD khi canh được cái nhịp và đối phương không thể nào phản ứng được. Đép cộng với lại bên phía Okalin là bị giữ lại. Chiêu cứu đẹp đến từ phía Okin. Nhưng một khi đã lao vào và không có sự hỗ trợ, rất khó dành cho phía Okin để có sự sát thương được dùng vào người của Đép. Các thiên thần mất đến từ bên phía của Đép. Và có một cái điểm cộng mà Dev anh ta làm được trong pha rồi là trước khi anh ta nằm xuống, anh ta vẫn kịp tung cái ánh trăng dẫn lối ở dạng xuống hỏa ngục vào nửa cánh còn lại để khiến cho KT một cái đội hình này bị thấp máu hoàn toàn. Chứ nếu không tung kịp thì đội hình của KT họ sẽ lao xô sập vào để ép cho DK không có đường về. Nhưng vẫn là 2-2 mà thôi. Khi KT cũng có pha tranh mà sát thương đến từ Emmy trong pha vừa rồi nó là cực kỳ khủng khiếp. Bắn rất là tốt. Pha ra là pha ta chưa có xuyên giáp. Pha này là pha xuyên giáp đã có đến từ bên phía của Emmy rồi. Đem mất giáp thiên thần và cung không lên thì sắp hồi, nhưng anh ta còn tốc biến. Còn ngược lại Aiming lên full công, anh ta chỉ có một trang bị phòng ngự duy nhất, đó là một cái huyết kiếm mà thôi. Nhưng đây là một công cụ để anh ta hồi phục, chứ nếu những cái nhịp dồn sát thương thì Aiming cũng đi rất nhanh. Nhưng mà Aiming nãy giờ đánh vẫn là một cái phong thái vô cùng tự tin và anh ta không hề e ngại những tình huống bị tiếp cận. Nhưng mà bây giờ thì tốc biến của anh ta đã không còn nữa rồi, không còn tốc biến từ Aiming và thanh tẩy được trong thời gian hồi mà thôi. Còn bên phía bên kia thì đép tốc biến của anh ta vẫn còn, sẽ là cơ sở giữa hai chủ lực của đối phương xem như thế nào. Full đồ đến từ bên phía của em mình, lượng tiền của anh ta thì vẫn nhỉnh hơn rất là nhiều so với Dev. Dev ở trang bị cuối chỉ đang dừng lại cho mình đó cái cút chim mà thôi, thế còn từ đó là dài lại cho mình ở trang bị lớn hoàn thành. Nó từ đó thì với bên phía cây dình phá trước thì anh ta mất cho mình ở đồng hồ, nâng cấp thành cho mình là giáp thiên thần. 3 trang bị hoàn thành đến từ bên phía cây dình sẽ khả năng tiếp cận mọi người của đối phương, khả năng câu giờ rất là tốt. Nhưng ở pha này thì BD sẽ hồi cho mình ra tốc biến. Nhưng mà cái áp lực sẽ rất là lớn khi mà Dev bây giờ anh ta sẽ cố gắng farm để về hoàn thành cái nọ tự thủ. Còn ngược lại BDD sẽ là một con Nico bom cảm tử. Tại vì đây là một con Nico không có đồng hồ, anh ta lao vào gây một cái nhịp sát thương xong là nằm luôn trong giao tranh. Còn ngược lại Kana vẫn giữ được cái đồng hồ trên người.
và để xem là nếu như cái cách mà BYD anh ta chọn mục tiêu nào. Trong khi đó thì Showmaker, đồng hồ cát của anh ta có, giáp thiên thần của Canyon có, Kana có cho mình đồng hồ như anh Thiên vừa nói, và thêm cái tóc biến của Death nó vẫn còn, những công cụ của DK cũng còn. Trong khi đó phía bên kia thì Emming thanh tẩy của anh ta đã hồi, thì anh ta sẽ chọn mục tiêu nó phải rất là an toàn từ Emming. Bây giờ phải bảo kê cho Death về mua cái nỏ tự thủ rồi quay ngược trở lại cho một pha giao tranh nỏ tự thủ, hay là cái Chigama Matias sẽ được lựa chọn đây. Và chính xác là nỏ tự thủ dành cho Death. Và con rồng tiếp theo sẽ là một con rồng vô cùng quan trọng dành cho đội hình phía của DK và cả KT Roster. Nhưng nó sẽ có chênh lệch và sát thương giữa Emming và Death, khi Death chỉ là 80% chí mạng mà thôi. Trong khi đó thì Emming lại là 100% chí mạng, với cái lượng sát thương đến từ con Jerry 100% chí mạng. Và khi mà hiện tại sức mạnh của thiên thần hiện tại đang không được kích hoạt, thì Emming đang dính sát thương so với Death. Đội hình bên phía của DK họ biết rằng đây là một ván thi đấu không cho phép sai lầm nữa. Họ quyết định là phải đánh an toàn, đợi hồi giáp thiên thần mới chơi. Và Baron. Và cái điều quan trọng chính là họ đợi hồi những phép bổ trợ quan trọng như Kana, thêm cả đó là Showmaker nữa. Ở hang Baron thì bây giờ họ ăn rất là nhanh nha. Kana mua giáp thiên thần rồi. Họ ăn rất khỏe. Đây là một pha all-in. Kana về, dịch chuyển chưa? Vẫn là một góc tối đen như mực, sẵn sàng cho một tình huống chăm ke. Chàng này lao vào, đó chính là Lê Hên. Không cướp và được. Kết, không cướp được Baron. Anh ta quay ngược trở lại với tốc biến của mình và cố gắng bỏ chạy. Kana một con cá sấu vô cùng khỏe đứng trước đội hình và lao vào tấn công vào Kana. Anh ta mất nhiều sát thương, nhưng đó là Showmaker bọc phía sau bấm đồng hồ và chạy được hay không? Bị đẩy thẳng vào tường. Đại địa chấn mới cứ đi rồi. Được một cái đó chính là giáp thiên thần và Showmaker không còn cái bản đồ nữa. Đẹp bị tấn công, anh ta bị hất. Amy đang được bắn, Kana đang bơi, nhưng cuối cùng thì DK họ gãy rồi. Phao tranh mà Lehen đã tìm mục tiêu nó quá tốt đi. Bây giờ thì Kenyan anh ta đang muốn chặn lính, nhưng chặn thế nào đây? Đối phương vẫn dịch chuyển tấn công thẳng vào Kenyan, không còn lính chạy đi, nhưng Kim không cho phép điều đó. Sát thương của Na cực kỳ nhiều và không còn lính, họ quyết định là đổi xuống khu vực cánh dưới được có thể đẩy. Liệu có kịp hay không đây chắc sẽ là một đường từ KT trong phao tranh vừa rồi, khi mà bên phía KT đó làm quá tốt. Đó chính là Curse, anh ta câu được đồng hồ đến từ Showmaker. Và khi không tốc biến từ Showmaker, cái lần phi hộ của anh ta không thể nào hồi kịp, và Kim giúp cho anh thiếu của Emming tấn công và thành công được Showmaker. Sau Showmaker, đó là chính mình phía của Dev. Chúng ta có thể gọi là thời gian chết khi mà cái xoay giữa những lần phi hộ và Kim đã tận dụng cái thời điểm đó đẩy thẳng Showmaker vào tường. Một cái pha bọc cánh khá là áp lực đối từ Showmaker, nhưng bỗng dưng nó đưa anh ta thành một con mồi béo bở để cho anh thiếu của KT nhắm hai vào. Đường à. Hai đường đang là những thứ mà phía của KT muốn đánh. Nhưng mà tôi nghĩ là dịch không chuyển kịp rồi. Dịch chuyển đến từ vị trí của thiếu Showmaker thiếu... và tấn công thẳng vào người của Kim. Kim không có tốc biến, chưa kịp hồi nã khổng lồ. Họ nhưng đây là họ thiếu sát thương. Kaelin cùng với Kenyan không đủ sát thương để hồi phục. Bóng đóng đại địa chấn tấn công thẳng vào người Kết. Kết không còn giáp thiên tơ và Kết phải nằm xuống. DK đang đẻ ở khu vực đường giữa. Họ vẫn còn bù lại Baron. Vẫn còn một người, đó chính là Kenyan. Nhưng mà bù lại Baron còn một phút. Liệu rằng họ có làm nên công nên chuyện gì với Baron hay không? Một con Baron âm tiền cực kỳ nặng. Một pha mà KT vừa rồi là KT tấn công thành công ở khu vực Hyperdon. Và cái điều quan trọng chính là họ đẩy ở khu vực đường dưới, có được một đường ở khu vực đường dưới và có trụ 3 ở khu vực đường dưới, nhưng đó là pha tham đến từ KT. Nếu như họ lùi về pha vừa rồi, họ không có trụ 3, nhưng sẽ là không mất bất kỳ ai đến từ phía KT. Nhưng ít nhất rằng không có mục tiêu lớn của bản đồ nào cả. Còn đây là pha mà phải nói rằng Ghost và Jin, hai người đã để ý rất là kỹ vào Showmaker. Một cái pha mà Showmaker có một pha lướt xuống phi hồ nhưng bị giữ lại đến từ bên phía của Ghost, và nó khiến cho thằng mất cho mình cái đồng hồ. Và khá là KT họ chuyển về bên phía của Showmaker. Showmaker mất đồng hồ và Showmaker bị tấn công ngay lập tức bởi phải dồn sát thương đến từ bên phía của Kin. Emming cùng với Kin hai người nhắm vào và hãy nhìn Lehen chỉ canh mỏ một mình bên phía của Dev mà thôi. Tốc biến cũng chỉ cuối ngay lập tức, Dev không kịp làm gì cả. Dev bắn trong những phát vô vọng mà thôi. Một trong những sự lựa chọn ở vị trí hỗ trợ để gọi là khắc chế và hạn chế sức mạnh của Jerry và Aphelios, đó chính là Nautilus. Và ngày hôm nay thì Lehen đang làm được điều đó. Một con Aphelios đã chính thức bị dứt điểm và anh ta không còn là bất tử trong cái thi đấu này nữa. Và chỉ một màn nằm thôi thì DK đã mất đi con Baron cực kỳ quan trọng. Những cái điều may mắn cho Dev chính là pha đó là pha anh ta chưa hồi giáp thiên thần. Tại vì nếu như pha đó giáp thiên thần của anh ta có hồi, đối với 5 người của đối phương vẫn sẽ bị hạ gục mà thôi. Cho nên là pha đó là pha bạn mình nằm xuống nhưng không mất giáp thiên thần. Và bây giờ ở thời điểm mà bạn đang phòng ngự như thế này, giáp thiên thần vẫn còn ở từ Dev và tốc biến của anh ta vẫn còn. Nhưng ở phía ngược lại thì liệu KT họ có sẽ đợi sẵn sàng cho tốc biến của các thành viên của họ hồi hay không? Bạn ăn được một con Baron rồi bạn bị hạ gục 4 người. Baron âm 2.500 tiền thì có thể coi là mất Baron không anh Hảo? Tôi nghĩ rằng nó cũng được xem là mất Baron, nó tạm thời. Nhưng mà ít nhất là bạn ăn Baron thì bạn có được thêm lượng kinh tế. Nhưng mất khu vực đường dưới là một cái điều mất mát rất là lớn. Tại vì lính đường dưới để vào liên tục như thế thì cái tầm nhìn sẽ có được những cái khoảng mở dành cho nếu KT những khả năng di chuyển từ BD. Và 50 giây nữa thì KT chắc chắn là họ sẽ muốn đợi.
Ở khoảng trống này thật ra nếu có hay không có, nó vẫn không tới mức quá nặng nề KT. Ừ. Nhưng nếu như có pha tranh thắng, đường dưới đối phương đang mở ra sẽ có thể nói KT. Một kịch bản mà từ nãy đến giờ chúng ta đều thấy. Cái anh cameraman của kỳ chủ cái thế giới này chắc là trợ lý của James Wan. Lần nào anh ta chỉnh sai là lần đó có đánh nhau. Và đánh nhau to lớn đến từ cả hai đội tuyển. Và con rồng này chắc chắn là con rồng mà hai đội không ai muốn bỏ cả. Linh hồn rồng đất dành cho hai đội tuyển. Full trang bị đến từ Kin, full trang bị đến từ Emin. Trong khi đó anh phía bên kia thì sức mạnh đến từ con Raton nó bắt đầu bị hạn chế rồi. Và thậm chí là trang bị của anh ta có cái khoảng dừng. Thì chính là giáp tinh thần đây trong thời gian hồi. Như vậy chỉ là ba trang bị mặt chống chịu mà thôi. Và đến giai đoạn sau quá đấu thì sức mạnh đến từ một con Raton nó không còn phải là quá lớn nữa. Trong khi đó phía ngược lại thì là full trang bị đến từ Kin, đã có cho mình được đó là cái khiên băng Randul. Hai trang bị phòng ngự có khả năng outplay đó chính là móng vuốt Sterak và cả một cái giáp thiên thần. Con Na bây giờ vừa trâu và sát thương vừa to nữa. Tấn công thẳng vào người của Na khổng lồ. Na khổng lồ, cẩn thận và kéo thẳng vào người Killin. Anh ta bị tấn công, bắt buộc phải bật lên một cái đó là cái bất khuất. Lao thẳng vào đông đại địa chấn vào ba người, tuy nhiên không có nhiều tác dụng cho lắm. Kana bị tấn công, kết cũng ngược lại, hất tung rất nhiều người. Bốn người. Kim đẩy được rất nhiều người vừa trở về. PDD cũng làm được điều tương tự. Đép bị tấn công, đép trở về dàn giáp thiên thần. Aiming nặng bắn toàn bộ đời bên phía của DK và đép hồi sinh, đép nằm một lần nữa. Cuối cùng Showmaker chỉ có thể chạy mà thôi. Kenyon còn sống nhưng làm được gì đây? Họ đẩy vào khu vực đường dưới chăng khi Linh đang đẩy vào rất là nhiều khi mà Sucker đã bấm mềm. Đang ghi chuyển vào phòng ngự. Aiming nhanh như điện qua tường và bắt được một người của Showmaker rồi. Showmaker nằm xuống và DK còn một người mà thôi. Kenyon lao vào làm được gì Kim? Kim không quan tâm Kenyon làm gì luôn, anh ta chỉ đánh nhà mà thôi. Kenyon không đánh thương. Và chính thức DK sẽ phải làm khán giả trong nửa kỳ còn lại của chung kết thế giới. KT có một foul trên và như đó họ không có tâm rồng, họ cần có tâm người của đối phương mà thôi. Và là tiếp tục là đép không được chơi game, đép không được làm gì cả. Phải đó phía bên kia thì con series của Amin nó quá khủng khiếp đi. Một trận đấu chúng ta chỉ có được hai ván thôi. Nhìn vào kịch bản chúng ta có thể nghĩ là KT họ đã thắng trống vánh, nhưng đây là một cặp đấu mà hai ván đều là một cái kịch bản giằng co đến từ cả hai đội tuyển. Đội này dẫn trước rất nhiều sau đó mắc sai lầm và đội kia làm điều ngược lại, nhưng đó là ván 1. Nhưng ván thứ 2, cái thời điểm mà KT mắc sai lầm thì họ chưa bị kết liễu. Và thường thì sống dài thì họ sẽ làm nên chuyện rất là nhiều, đó chính là KT. Và chúc mừng KT, họ đã chính thức ghi tên mình vào vòng trong. Đội thứ 3 của LCK có mặt tại vòng tứ kết. Và như vậy chốt vào cái tên của LCK đó chính là Gen Z với đó là 3-0. 3-1 sẽ là T1 và 3-2 thì sẽ là KT. Và thành tích phải nói rằng rất là tốt đến từ KT, tại vì phải biết rằng họ gặp với toàn đại diện của LVL và LCK mà thôi. Đây thực sự là một sinh viên nghèo vượt khó. Họ gặp rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng ở vòng thể thức Thụy Sĩ thì bạn muốn vô địch, bạn phải đánh bại tất cả các đối thủ mạnh. Đây là một thể thức mà không cho phép bất kỳ đội tuyển nào yếu vào vòng trong cả. Và KT họ đang bắt đầu chứng minh được cái thực lực của họ. Và vừa rồi là những bước đi rất là buồn bã của Dep khi anh ta đã chính thức trở thành cựu vương của kỳ chung kết thế giới. Rất là khó anh cho Dep với một cái đội hình với khả năng mở tương đối là hạn chế ở đoạn về sau ván đấu khi mà cứ bị đối phương câu kéo như thế. Một chất tướng Aphelios bạn cần đối phương tránh những tình huống lao vào, nhưng phải nói rằng bên phía của KT đã làm quá tốt trong những tình huống vừa rồi. Họ cứ nhấp nhả để câu những chiêu của đối phương quan trọng, họ cứ nhấp nhả để khiến cho chiêu cứu của Zavan không còn, khiến cho Ari không có khả năng tấn công. Và Emin đã phải nói rằng sửa chữa sai lầm của anh ta rất tốt, tại vì nếu như con Baron đó mà Emin không lướt qua tường thì ván đấu đã thể kết thúc sớm hơn rất là nhiều và nó không gây áp lực cho Emin đã quá nhiều rồi. Che tên lại, che đội lại, tôi nghĩ đây là checky love thì. Nhưng mà những cái cú lướt đó trận nào Emin anh ta cũng làm. Đúng, đó là những cú lướt thật ra mang thương hiệu checky love khá nhiều nha. Mất tốc biến để dứt điểm hỗ trợ của đối phương, mất thanh tẩy trong một pha bị tấn công trước đó, nhưng vẫn lướt qua bờ tường trước mặt con Raton thêm cả lòng Aphelios. Nhưng không sao, cuối cùng thì thật ra với đội hình của KT họ vẫn có rất nhiều mũi carry nha. BD có một ván đấu mà anh ta đã làm quá tốt với con Nico của anh ta trong những pha mở. Và cái pha cuối cùng cũng là pha mà dấu ấn Kin với con Na của anh ta đẩy được 4 người của đối phương về. Nhưng mà có thực sự quá tàn nhẫn với Kana hay không? Anh ta lên một con Raton full trang bị phòng ngự, nhưng lượng sát thương của anh ta gây chỉ kém đến một chút xíu mà thôi. Và như ban đầu chúng ta nói, bích cái đội hình này thì DK họ đang đánh một canh bạc quá mạnh. Tại vì toàn bộ lượng sát thương về cuối họ giao trọng trách dành cho Dep và đội hình bên kia không cho Dep chơi game.
Và phải nói rằng rất là khó cho DF khi mà cái trang bị của anh ta cũng mang thiếu phòng ngự nữa. Sẽ có những người chơi chọn cho mình, như mà nhớ ngày hôm trước là Gala chọn cho mình, đó là cái bước chân thần tốc nhưng mua cho mình nó vô kiếm ở khu vực đường dưới. Sát thương bắn nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Nhưng với DF chọn cho mình nó là cung phong linh nhưng cầm cho mình đó là cái nhịp độ chết người. Thì ra bắn nó vẫn đau đấy, nhưng thật ra nhìn cái lượng sát thương thì so với lại mình thì không thể nào bằng được cả. Và như vậy chúng ta có cái tên tiếp theo vào vòng sau đó chính là KT Roster. Họ thắng trước anh phía DK 2 lần. Và như vậy tổng 2 lần đó chính là 3-0. Sát thương bạn chỉ có thể gây ra được khi bạn bắn, nhưng mà CC bên kia là chỉ thẳng mặt, DF không được chơi game. Và đó là chiến thắng dành cho phía của KT Roster 2-0 vô cùng chóng vánh. Và họ đã chính thức ghi tên mình vào vòng sau. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy tạm nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta đến với cuộc đối đầu giữa Weibo Gaming và Fnatic.